Lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 1 và tháng 2 năm 2024 sẽ được gộp trong cùng kỳ chi trả tháng 1 vào đầu năm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thông tin này vừa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố. Và theo đó, thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 năm 2024, tháng 2 năm 2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 1 năm 2024, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời tới người hưởng. Cách làm mới này nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vui Tết cổ truyền. Trong quá trình thực hiện, cơ quan bảo hiểm sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng và giải quyết, xử lý kịp thời, dứt điểm phát sinh, vướng mắc nếu có. Tối qua tại xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ Nghĩa tình Duyên Hải năm 2023. Thông tin chi tiết từ phóng viên Dì Phong. Chương trình đã trao tặng hàng trăm phần quà cho các hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá là 400 triệu đồng. Trong đó, 200 phần quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo và 200 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó tại địa phương. Công ty nhiệt điện Duyên Hải là đơn vị được giao quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng. Những năm qua, công ty luôn nỗ lực sản xuất đảm bảo nguồn điện cho đất nước. Đến nay, công ty đã nộp thuế hơn 9.600 tỷ đồng giúp phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Trà Vinh. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty nhiệt điện Duyên Hải luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội tại địa phương. Nghe tình Duyên Hải là hoạt động thường niên, qua 10 lần tổ chức đã có hàng ngàn hộ nghèo, gia đình chính sách được hỗ trợ, hàng ngàn học sinh, sinh viên được tiếp sức đến trường. Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển là chương trình được quân chủng Hải quân triển khai từ năm 2019. Thời gian qua, thì Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân triển khai quyết liệt chương trình này, mang lại nhiều kết quả tích cực, trở thành chỗ dựa vững chắc để bà con ngư dân yên tâm khai thác hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Buổi tuyên truyền về khai thác hải sản hợp pháp cho ngư dân tại cảng cá Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, lãnh đạo Vùng 2 Hải quân thông tin cho chủ tàu về quy định khi đánh bắt trên biển. Những lá cờ được trao là niềm tự hào đối với mỗi ngư dân khi khai thác tài nguyên trên chính vùng biển quê hương. Làm tốt cái nhiệm vụ bảo vệ, giúp đỡ và hỗ trợ ngư dân, đặc biệt là bảo vệ ngư dân khai thác hải sản hợp pháp trên biển, rồi hỗ trợ cứu kéo, rồi cấp cứu những người dân bị tai nạn. Tại hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền biển đảo, các đại biểu đã thông tin, qua 3 lần thanh tra trực tiếp, EC khẳng định quá trình gỡ thẻ vàng trong khai thác hải sản của nước ta đang đi đúng hướng, cải thiện tích cực. Kết quả này là sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, trong đó có các cơ quan thực thi pháp luật trên biển. Công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các tỉnh phía Nam trong việc tuyên truyền về biển đảo và những nỗ lực trong việc gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC được thực hiện chặt chẽ và thường xuyên. Chỉ tính riêng trong năm 2023 đã có 75 đợt tuyên truyền cho khoảng 70.000 ngư dân chia sẻ những nội dung có liên quan các cái tàu và thực khai thác trên biển cũng như các cơ quan có liên quan trong thực thi pháp luật để chúng ta tiến hành thực hiện các cái biện pháp kịp thời. Thời gian qua thì tỉnh Bạc Liêu là không có tàu cá vi phạm trong khai thác EU. Kiểm soát 100% tàu cá, đảm bảo thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục 24/24 giờ, chấm dứt hoạt động tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, xử lý 100% trường hợp vi phạm. Những yêu cầu này chỉ được đáp ứng khi chủ tàu cá cũng như ngư dân hợp tác, có ý thức tự giác thực hiện các quy định để phát triển bền vững ngành khai thác biển. Làm được thu gom được chừng 5 năm nó thoát đi, mà nó bắt buộc phát là trả lại hết luôn. Mà đã vậy mà trả lại mà còn vướng pháp lý của mình nữa chứ. Chương trình Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Giờ đây, mỗi chuyến ra khơi của ngư dân còn là hành trình khẳng định vị thế hải sản đánh bắt mang thương hiệu Việt Nam. Do tối qua, Ngày hội sản phẩm đặc trưng nổi tiếng An Giang và các vùng miền năm 2023 đã khai mạc tại thành phố Châu Đốc với nhiều hoạt động sôi nổi dễ nghĩa. Thông tin chi tiết từ phóng viên Quỳnh Tâm. Ở
không chỉ mang đến ngày hội nhiều đặc sản thơm ngon nổi tiếng mà các gian hàng tại đây còn áp dụng giảm giá từ 10 đến 20% đối với các sản phẩm nhằm để kích cầu tiêu dùng cuối năm. Ngày hội do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức. Có hơn 1.000 sản phẩm là các đặc sản tiêu biểu của 19 địa phương tham gia. Ngày hội dự kiến kéo dài đến hết ngày 18 tháng 12. Đây là cơ hội để các nhà sản xuất kết nối, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng. Đặc biệt trong khuôn khổ ngày hội còn có các hoạt động ý nghĩa như hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, biểu diễn văn hóa cộng đồng, khám phá không gian văn hóa ẩm thực các vùng miền. Và ngay sau lễ khai mạc thì hàng ngàn du khách đã đổ về khu vực này. Đây là cơ hội tốt để ngành du lịch An Giang tăng cường quảng bá, thu hút và giữ chân du khách. Sau thời gian tổng hợp và thiết lập hồ sơ đề cử, Tổ chức Kỷ lục Châu Á đã chính thức có quyết định xác lập 10 kỷ lục châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam. Các kỷ lục đều dựa theo Bộ Tiêu chí Kỷ lục ẩm thực và đặc sản châu Á năm 2023. Cụ thể, 10 kỷ lục châu Á mới về ẩm thực và quà tặng đặc sản Việt Nam gồm 5 món đặc sản là bánh mì Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, cơm hến Thừa Thiên Huế, lẩu thả Phan Thiết, Bình Thuận, nem nướng Ninh Hòa, Khánh Hòa, bún nước lèo Sóc Trăng. Cùng với đó, 5 đặc sản thiên nhiên và đặc sản quà tặng gồm cốm làng Dòng, Thành phố Hà Nội, khoai gieo Quảng Bình, mè sửng Thừa Thiên Huế, dâu Đà Lạt, Lâm Đồng và bánh tét Trà Cuông của Trà Vinh. Từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 12, chiến dịch quảng bá du lịch lớn nhất năm của TikTok chính thức dừng chân tại Việt Nam và Phú Quốc được gọi tên trong chiến dịch quảng bá du lịch lần này với sự góp mặt của gần 100 nhà sáng tạo nội dung quốc tế. Với chủ đề là Hello Việt Nam, các nhà sáng tạo nội dung đã thực hiện chuỗi video chia sẻ trải nghiệm thực tế khi ghé thăm các địa điểm hấp dẫn nhất dịp Giáng sinh trải dài khắp ba miền tại Hạ Long, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc. Dự kiến các video được thực hiện tập trung vào 4 chủ đề: mẹo du lịch, du lịch bền vững và thân thiện với môi trường, lịch trình du lịch và trải nghiệm, địa điểm check-in đẹp nhằm quảng bá điểm đến. Với sự sáng tạo và chia sẻ video ngắn, TikTok Travel không chỉ chia sẻ trải nghiệm thực tế mà còn hy vọng sẽ góp phần quảng bá du lịch của đảo Ngọc. Cận Tết cũng là thời điểm mà nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, mong muốn là độ dáng, độ da để đẹp hơn đón Tết. Vâng ạ, như vậy thì đây cũng là lúc mà các sản phẩm mang danh giảm cân thần tốc trở lại đường đua, náo nhiệt trên mạng xã hội. Và dĩ nhiên là đi cùng với nó là những hệ lụy không hề nhỏ. Đây là kết quả khi phóng viên tìm kiếm thông tin về kẹo, thực phẩm chức năng giảm cân trên mạng. Đây là sản phẩm hiệu quả trong ngày. Sau, ví dụ như tối nay các chị uống đúng không, thì tầm khoảng 24 giờ, tầm 8 đến 12 tiếng sau là các anh chị đã thấy mỡ mình nó sổ ra bên ngoài và váng mỡ nó nổi lình bình ra bên ngoài. Thành phần chất của nó sẽ là cái cao nguyên chất của đen mặt. Nên nếu mà nó sẽ không có cái độ hóa học đảm bảo cho chị là sẽ không gây bất kỳ tác dụng phụ. Dù là hàng ngoại nhập hay sản xuất tại Việt Nam thì đều dựa trên cùng công thức, dùng thảo dược để giảm cân cho an toàn. Nhưng giá trị thật của những lời quảng cáo này là gì? Thảo dược thực sự 100% thì hiệu quả giảm cân rất ít. Còn hiệu quả giảm cân chúng ta thấy rõ, nhanh, mạnh, thì chúng ta hãy tự đặt câu hỏi lại điều gì, chất gì đang chứa trong đó. Đã từng có cảnh báo của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế với 5 trên 7 sản phẩm kẹo được quảng cáo là giúp giảm cân. Và tất cả đều được xác định có chứa sibutramine, loại chất đã bị cấm trên toàn thế giới từ năm 2009. Bệnh nhân có thể nhịn ăn trong vòng 7 ngày, 10 ngày và cái cân nặng nó giảm rất là nhiều. Tuy nhiên những cái biến chứng của nó thường là tình trạng trầm cảm và những cái rối loạn về tim mạch. Mục tiêu là dọn dáng đón Tết, nhưng kết cuộc, đích đến lại là bệnh viện. Thậm chí phải gắn với máy lọc máu cả đời vì suy thận, như cô gái 22 tuổi này. Tin an ninh trật tự. Ngày hôm qua, Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tùng Lâm, ngụ thành phố Hà Nội, hiện tạm trú tại phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua điều tra thì cơ quan công an phát hiện Lâm có hành vi hoạt động tín dụng đen nên tiến hành mời lên cơ quan công an để làm việc.
Đối tượng đã thừa nhận hoạt động tín dụng đen với các hình thức cho vay tiền góp ngày và tiền đứng với lãi suất vượt quá quy định của pháp luật. Cụ thể là cho 5 người phụ nữ ngụ thành phố Rạch Giá vay 185 triệu đồng, góp trong vòng 25 ngày với lãi suất là 1% một ngày, tương đương là 365% một năm, gấp 18,25 lần so với lãi suất quy định, thu lợi bất chính trên 52 triệu đồng. Cũng trong ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Quốc Thắng, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp về tội cướp giật tài sản. Theo cáo trạng, do thiếu tiền nên sáng ngày 20 tháng 7, Thắng đi bán điện thoại đang sử dụng để trả nợ. Lúc này, đối tượng thấy trong tủ kính của tiệm đang trưng một chiếc điện thoại iPhone nên giả vờ hỏi giá để mua. Một lúc sau, Thắng quay lại tiệm với ý định cướp tài sản nên đã vào trong tiệm để xe nổ máy sẵn ngoài đường, gọi chủ tiệm lấy điện thoại xem, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Xét thấy tính chất và mức độ sự việc, cùng với trước đó bị cáo đã có tiền án về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù. Một vụ trộm cắp tài sản với giá trị ước tính trên 700 triệu đồng tại một tiệm vàng vừa được công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các lực lượng có liên quan triệt phá. Bằng nghiệp vụ chuẩn xác của mình, thì lực lượng cảnh sát điều tra đã buộc hai đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản phải sa lưới chỉ sau 5 ngày truy vết. Sáng ngày 27 tháng 11, nhận được tin báo của gia đình bà Huỳnh Thị Mộng Kiều, chủ tiệm vàng Phương Di, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra mất trộm tài sản ước tính trên 700 triệu đồng, gồm vòng đeo tay, nhẫn và tiền mặt. Công an huyện Cao Lãnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan nhanh chóng đến hiện trường, thu thập các chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Từ khi mà chúng tôi tới hiện trường thì nhận định đây là cái vụ án trộm cắp tài sản có tính chất là rất nghiêm trọng. Vì đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là có thủ đoạn là tinh vi và chuyên nghiệp, là lợi dụng đêm khuya, nhà người dân thì đã ngủ say, đột nhập để lấy trộm tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm là Trần Tuấn Kiệt, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đến tối ngày 2 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được Kiệt khi đang trốn tại một nhà trọ thuộc huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan công an, Kiệt thừa nhận mọi hành vi trộm cắp tài sản cùng đồng phạm là Lê Văn Lắm, thường trú tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Là do trước đây là do đối tượng Kiệt và đối tượng Lắm là có quan hệ quen biết, bạn bè xã hội làm thuê với nhau. Sau khi đối tượng Kiệt này về quê sinh sống thì cũng có thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Vào ngày 26 tháng 11 thì đối tượng Kiệt đã liên hệ với đối tượng Lắm là rủ rê đối tượng Lắm là bàn bạc là sẽ trộm cắp tài sản để lấy tiền mà chia nhau tiêu xài cá nhân. Với ý định trộm cắp tài sản nên trước khi gây án, Trần Tuấn Kiệt đã đến tiệm vàng cầm một điện thoại iPhone với mục đích thăm dò và quan sát địa điểm. Sau đó điện thoại rủ Lắm cùng thực hiện. Cả hai đã mua một số dụng cụ để gây án như dây dù, kéo, dao rọc giấy. Rạng sáng ngày 27 tháng 12, cả hai đến tiệm vàng. Kiệt đột nhập bằng cách trèo lên nóc nhà, dùng kéo cắt tôn, sau đó lấy số tài sản ước tính trên 700 triệu đồng. Chuyển sang dự báo về thời tiết. Không biết là thời tiết miền Tây Nam Bộ hôm nay thì có nắng và nóng như hôm qua không, chị Hồng Giao? Dạ vâng, trời miền Tây Nam Bộ ngày hôm nay thì vẫn nắng nhiều và nóng đấy ạ. Biểu hiện là ngay từ sáng thì tại thành phố Cần Thơ, trời đã mỏng mây và có nắng. Tạm thời thì không khí vẫn dịu mát với mức nhiệt là khoảng 25 độ C. Tuy nhiên là đến gần trưa và chiều nay thì quý vị có thể cảm nhận rõ cái nóng khi mà ở lâu ngoài trời. Bởi vì trời mỏng mây, nắng liên tục. Cũng vì thế mà nhiệt độ tăng lên rất nhanh. Nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều nay là 33 độ C. Cùng với nắng nhiều thì chỉ số tia cực tím ở Cần Thơ cũng rất cao, là ở mức 7. Phần lớn các nơi khác của Nam Bộ như là tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Đồng Phú, Châu Đốc, Rạch Giá, Sóc Trăng và các nơi khác phổ biến trong khoảng là từ 32 đến 34 độ C. Chỉ riêng Bạc Liêu và Cà Mau trời dịu hơn, 31 độ C. Nắng và nóng như vậy sẽ khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhất là các thiết bị làm mát. Ngoài việc để nhiệt độ thích hợp là 26 độ C, quý vị hãy vệ sinh máy lạnh và màn lọc để máy lạnh có thể hoạt động hiệu quả nhất, đồng thời là nên ưu tiên sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm điện năng. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Kiên Giang, dự báo là ngày hôm nay thì ít mưa, có nắng, gió không quá cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km.
Khi mà nhắc đến Đồng Tháp thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những cánh đồng sen bạc ngàn, tỏa hương thơm ngát. Và cũng từ thân sen, một nhóm bạn trẻ ở Đồng Tháp đã sản xuất thành công giấy dùng trong mỹ thuật, túi quà hay là tem nhãn trang trí giúp bảo vệ môi trường. Và trong lối đi mới sáng ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý khán giả cùng làm quen với sản phẩm nằm trong chuỗi tuần hoàn đa giá trị của cây sen Đồng Tháp. Câu chuyện này cũng sẽ kết thúc chương trình Miền Tây hôm nay sáng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Sau gần một năm nghiên cứu, nhóm bạn trẻ với tình yêu sen đã sản xuất thành công giấy từ thân sen dựa theo phương pháp làm giấy truyền thống. Thân sen được nấu trong nước vôi từ 6 đến 8 giờ. Người thợ sau đó sẽ tách sợi cellulose từ thân sen, làm sạch, ngâm khoảng 1 tuần, giúp sợi trắng tự nhiên, loại bỏ phần bã còn lại. Sợi được giã nhuyễn bằng cối đá, hòa cùng với nước, tạo hỗn hợp bột sợi. Hỗn hợp đưa lên khung, dùng đầu dòi thủy lực tán đều, so với tán thủ công, dòi phun giúp giấy có độ phẳng, đồng đều hơn. Giấy được phơi khô khoảng 2 giờ là có thể dùng được. Ưu điểm của thân sen á, là cái lượng sợi ở trong lợi sợi cellulo của nó rất là nhiều. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó cái độ dai, với cái khi mà giã thì cái độ liên kết tự nhiên nó cao hơn những cái thằng khác. Nó không có độ giòn, mà đặc biệt nó có tính dai. Giấy sen có ưu điểm dẻo, do lại không rách, thấm hút tốt, mùi tự nhiên. Túi sách, bao bì từ thân sen có thể dùng chất kết dính nguồn gốc thực vật để tăng độ chịu lực. Trung bình 10kg thân sen thu được 0,6kg hỗn hợp bột sợi, làm được 1 mét giấy. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của sản phẩm này nằm ở giá thành khoảng 110.000 đồng 1 mét vuông, do các công đoạn mất khá nhiều sức lao động. Sắp tới, các bạn trẻ triển khai mô hình thí điểm trước khi chuyển giao quy trình sản xuất cho những hộ trồng sen, làm ra thành phẩm hoặc bột sợi bán cho các doanh nghiệp sản xuất giấy. Nếu quy trình này chuyển giao cho người nông dân á, thì nó công đoạn nó cũng khá là dễ làm. Quan trọng là thời gian với lại độ tỉ mỉ của mỗi người. Giấy sen là một trong những cái giải pháp mà chúng tôi đánh giá cao. Tiềm năng của nó sẽ rất lớn trong việc ứng dụng vào bao bì mới, thân thiện môi trường. Nhóm đang ấp ủ, triển khai trải nghiệm làm giấy sen cho du khách đến với Đồng Tháp. Vừa phát triển du lịch, vừa tạo đầu ra cho sản phẩm làm từ sen. Những bạn trẻ hy vọng giấy sen sẽ góp phần hoàn thiện hệ giá trị ngành hàng sen của tỉnh Đồng Tháp trong chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn.